안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn Khi mà các bạn muốn nói ví dụ những cái câu như là gì nhỉ Trái lại, ngược lại, hoặc là dù sao thì, hoặc là tuy nhiên, hoặc là theo tôi nghĩ thì Những cái cụm từ như thế, khi mà các bạn muốn nói bằng tiếng Hàn thì các bạn sẽ nói như thế nào Thế thì các bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay nhé Hôm nay mình sẽ giúp các bạn bỏ túi 50 cụm từ nối Giúp các bạn có thể nói tốt tiếng Hàn hơn đây là những cụm từ nối sử dụng rất là nhiều và rất dễ dùng các bạn khi mà các bạn đã học rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng hàng ngày thôi bởi vì nó rất là thông dụng và cần thiết các bạn hãy theo dõi nhé soi mà soi mà biết đâu hoặc là nhỡ chừng soi mà biết đâu Nhỡ chừng tô hẳn tô hẳn hơn nữa hoặc là vả lại tô hẳn hơn nữa vả lại qua giòn qua giòn quả nhiên đúng là qua giòn quả nhiên đúng là kuromiён kuromiён nếu thế thì kuromiён nếu thế thì, Manil. Manil. nếu Manil nếu ó chết từng, ó chết từng dẫu sao thì hoặc là dù sao đi nữa, ó chết từng dẫu sao thì dù sao đi nữa ô hi đỏ ô hi đỏ trái lại hoặc là ngược lại ô hi đỏ trái lại tô nên tô nên hoặc tô nên hoặc cư ri cư ri và cư ri Và "하지만, 하지만", "nhưng" hoặc là "nhưng mà", "하지만", "nhưng", "그러나", "그러나", "tuy nhiên", "그러나", "tuy nhiên", "그렇지만", "그렇지만". Tuy nhiên. 그렇지만. Tuy nhiên. 그런데. 그런데. Nhưng mà. 그런데. Nhưng mà. 그래서. 그래서. Vì vậy. 그래서. Vì vậy. 그러니까 그러니까 chính vì vậy 그러니까 chính vì vậy 그렇다면 그렇다면 nếu thế 네 thì 그렇다면 nếu thế thì kia rồi 국 kia rồi 국 결국 thì kia rồi 국 kết cục thì ma nhọc ma nhọc nếu giả như ma nhọc nếu giả như ha pil ha, ha tất hoặc là sao lại cứ phải gì gì đó ha pil ha tất sao lại cứ phải 그래도 그래도 dù thế hoặc là dù vậy 그래도 dù thế dù vậy 따라서 따라서 theo đó hoặc là theo như đó 따라서 theo đó theo như đó 이처럼 Y cho Như thế này Y cho Như thế này Ca rẳng Ca rẳng Giả sử hoặc là nếu như Ca rẳng Giả sử Nếu như Ma chìm Ma chìm Đúng lúc Vừa khéo ma chỉ đúng lúc vừa khéo ó cho miòn ó cho miòn sao lại có thể sao mà ó cho miòn sao lại có thể sao mà cứ đo mưa rổ cứ đo mưa rổ bởi vậy hoặc là cho nên cứ đo mưa rổ bởi vậy cho nên kê ta cả kê ta cả ngoài ra hoặc là hơn nữa và lại thêm nữa kê ta cả hoặc là kê ta cả kê ta cả ngoài ra hơn nữa và lại thêm nữa ma chim nè ma chim nè sau cùng Ma chim nè Sau cùng Mắc sang Mắc sang Hóa ra Thực ra Mắc sang Hóa ra Thực ra Ố cha phỉ Ố cha phỉ Dẫu sao thì Dù sao thì Ố cha phỉ Dẫu sao thì dù sao thì à mà à mà có lẽ à mà có lẽ mi trỏ mi trỏ đến mức đó đến độ đó mi trỏ đến mức đó đến độ đó mu đỏ mu đỏ đến đến tận mù đèo đến đến tận thư khỉ thư khỉ đặc biệt là thư khỉ đặc biệt là nhóc xỉ nhóc xỉ quả là hoặc là đúng là nhóc xỉ quả là đúng là xa xỉ xa thật ra hoặc là thực ra xa thật ra thực ra keo ủ keo ủ vừa mới hoặc là gần như keo ủ vừa mới gần như kiên khổ kêu khổ tuyệt đối Kiên khổ. Tuyệt đối. Thư tìa. Thư tìa. Cuối cùng thì. Rốt cuộc thì. Thư tìa. Cuối cùng thì. Rốt cuộc thì. Bán tư Bán tư chỉ, Chắc chắn. Nhất định. Bán tư chỉ, Chắc chắn. Nhất định. Môn lồn

pan nhẫn pan mặt khác trái lại pan nhẫn mặt khác trái lại cứ tê mù nè cứ tê mù nè vì thế nên cứ tê mù nè vì thế nên cứ rồm cứ rồm nếu thế thì hoặc là vậy thì 그럼 nếu thế thì vậy thì 제 생각에는 제 생각에는 theo tôi nghĩ thì 제 생각에는 theo tôi nghĩ thì 더구나 더구나 hơn thế nữa hoặc là thêm vào đó 더구나 hơn thế nữa thêm vào đó. Vừa rồi là những cái từ nối. Những từ nối này thường đứng ở vị trí đầu câu để giúp cho cái câu nói, câu trước và câu sau nó trở lên liền mạch hơn, logic với nhau hơn. Các bạn hãy ghi nhớ và áp dụng vào trong khi mà chúng ta giao tiếp nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.